Xui xẻo đen đủi không để đâu cho hết. Năm 2024, năm Giáp Thìn, công việc của những con giáp này rất dễ xảy ra vấn đề không đáng có. Con giáp này có thể bị cấp trên trách mắng, bị đồng nghiệp đố kỵ, ganh ghét, đặt điều gièm pha nói xấu sau lưng. Bên cạnh đó, trong năm 2024 thì các bạn cũng rất dễ mất bình tĩnh, nóng giận một cách vô cớ, không kiểm soát được cái lời ăn tiếng nói, dẫn đến những sự đổ vỡ trong các mối quan hệ, đặc biệt là một số bạn sẽ khó khăn trong vấn đề về tài chính. Các bạn hãy nhớ rằng người xưa có câu, giận quá thì mất khôn. Vì thế, trong mọi vấn đề các bạn phải giữ một cái đầu lạnh để đưa ra những quyết định khôn ngoan và sáng suốt nhất. Nếu mà không khéo, dễ dẫn đến là tán gia bại sản trắng tay trong năm 2024, con giáp Thìn này. Vậy thì những con giáp xui xẻo đó là những con giáp nào? Xin mời quý vị và các bạn cùng theo dõi ngay sau đây. Trước khi đi vào phần luận giải chi tiết thì quý vị hãy nhấn vào nút đăng ký kênh và bấm vào cái biểu tượng chuông thông báo để ủng hộ cho chương trình, cũng như là để cập nhật những cái video mới nhất, hữu ích nhất về tử vi, phong thủy và đời sống tâm linh. Còn bây giờ chúng ta cùng xét về những con giáp xui xẻo nhất trong năm 2024. Con giáp xui xẻo đầu tiên chúng ta phải xét đến đó chính là những người tuổi Sửu. Thưa quý vị, những người tuổi Sửu trong năm 2024 năm Giáp Thìn thì lâm vào cục diện tứ hành xung là Thìn, Tuất, Sửu, Mùi. Vậy nên cái vận trình của những người tuổi Sửu trong năm nay cũng gặp khá nhiều cái biến động, khá nhiều cái trắc trở, khá nhiều khó khăn và rất dễ xảy ra những biến cố bất ngờ không mong muốn. Vì thế mà các bạn cần phải hết sức lưu ý. Xét về cái vận trình công danh sự nghiệp ấy, mặc dù là cũng có một vài cái điểm sáng với cái việc được sao tốt nó chủ về công danh sự nghiệp, nó chiếu mệnh như là chính ấn và chính quan nó hậu thuẫn, cái vận trình sự nghiệp của những người tuổi Sửu thì cũng có những cái cơ hội phát triển nhất định trong năm 2024. Tuy nhiên cái vận khí còn nhiều cái biến động, đặc biệt là có cục diện tương phá nó ảnh hưởng, nên vẫn còn một số cái thử thách không thể chủ quan được với những người tuổi Sửu. Bên cạnh đó, trong tập thể thì những người tuổi Sửu cũng sẽ thể hiện rõ cái tinh thần trách nhiệm và cái năng lực lãnh đạo của mình, cũng như là cái năng lực điều hành đội nhóm, được đồng nghiệp và được cấp trên ghi nhận. Bản tính chăm chỉ cũng được phát huy, và đồng thời cái sự xuất hiện của một số cái cơ hội và cái đối tác tiềm năng sẽ tạo ra cái không gian phát triển cho những người tuổi Sửu này. Tuy nhiên, do gặp cục diện là tứ hành xung Thìn, Tuất, Sửu, Mùi, bên cạnh đó thì Thìn gặp Sửu, Sửu gặp Thìn là cục diện tương phá. Bên cạnh đó nó lại do gì? Cái tính tình ấy, do cái bản tính thận trọng nên là những người tuổi Sửu đôi khi tỏ ra quá cứng đầu, thiếu đi cái sự linh hoạt, nên có thể khiến mọi việc dễ bị chậm trễ, thậm chí bỏ lỡ mất cơ hội quý giá. Do đó, trong thời gian này thì bản mệnh cần phải điều chỉnh lại cái thái độ của mình một cách đúng đắn hơn, linh hoạt hơn, ứng phó với những cái thay đổi trong công việc. Đặc biệt trong nửa đầu năm 2024 ấy, thì những người tuổi Sửu còn được nhắc nhở là nên chú ý xử lý các mối quan hệ sao cho hài hòa, duy trì giao tiếp tốt với đồng nghiệp và cố gắng tránh tranh chấp và những cái xung đột với người khác. Đây là cái điều mà cần lưu ý hàng đầu. Chỉ có khi mà có tinh thần đồng đội thì mới có thể giúp cho những người tuổi Sửu đạt được những cái thành công lớn lao hơn nữa trong sự nghiệp của mình. Bên cạnh cái thuận lợi thì vẫn còn không ít cái khó khăn, nó còn trực chờ đón những người tuổi Sửu trong năm 2024. Nhìn chung ấy, thì cơ hội thăng tiến vẫn chưa có nhiều. Dù các bạn đã cố gắng đặt ra những kế hoạch cụ thể, cũng có những cái thành quả đáng nể, nhưng mà vẫn chưa thật sự đột phá. Càng về sau thì con giáp này lại càng có xu hướng cố chấp, tư tưởng thì lại có phần cũ kỹ, không bắt kịp được cái sự thay đổi nhanh chóng của hoàn cảnh, nên là gì, khó thực hiện hóa được cái mục tiêu của bản thân cũng như là mục tiêu của đội nhóm. Đồng thời lại thêm cái hung tinh tương phá, và cái hung tinh phá toái nó cũng gây ra không ít những cái bất lợi, những cái trắc trở. Những người tuổi Sửu ấy, trong thời gian này cần phải đề phòng tiểu nhân, nó có những cái hành động là thọc gậy bánh xe hay là gièm pha về những công việc của các bạn. Những lúc này thì các bạn cần phải gì, giữ cái trạng thái tinh thần đủ vững, nếu không ấy, sẽ rất dễ suy nghĩ tiêu cực và gì, gia tăng thêm cái bế tắc, thậm chí căng thẳng còn dẫn đến mức stress hoặc là gì, trầm cảm. Vậy nên trong thời gian này thì những người tuổi Sửu hãy luôn nhớ là mang theo bên mình một cái vòng tam hợp quý nhân Tị, Dậu, Sửu để trợ mệnh hộ thân, giúp gia tăng cái vận may, tài lộc và tiền bạc. Vòng tam hợp quý nhân là một cái pháp khí phong thủy sử dụng cái bộ tam hợp quý nhân kết hợp với lại cái hạt gỗ, có thể là gỗ xưa hay là gỗ tử đàn,
Đây là những loại gỗ quý chuyên để sản xuất các pháp khí phong thủy trừ tà, trấn trạch, hóa sát và chiêu tài lộc cho gia chủ. Vì thế mà những gia chủ ấy, tuổi Sửu hãy luôn mang theo bên mình một cái vòng tam hợp quý nhân bên cạnh. Khi mang theo vòng sẽ được quý nhân tương trợ giúp đỡ, giúp hóa giải những cái xung sát thị phi, cái hạn tiểu nhân hãm hại, và nó sẽ giúp hòa hợp các mối quan hệ trong công việc cũng như là trong cuộc sống, đặc biệt là hòa hợp quan hệ vợ chồng, giúp cho các cặp đôi cũng như là giúp cho cái công việc được hanh thông hơn, được thuận lợi hơn và mang lại cái may mắn, mang lại cái tài lộc cho những người tuổi Sửu. Vòng tam hợp cũng đã được các thầy khai quang trì chú và xem ngày sử dụng theo tuổi của gia chủ. Quý vị hãy liên hệ trực tiếp với số điện thoại 0989 34 9119 để thỉnh vòng tam hợp quý nhân mang lại cái vận may về tài lộc, về tiền bạc cho mình. Thưa quý vị, trong năm 2024 năm Giáp Thìn này thì những người tuổi Sửu được nhắc nhở là nên tránh những cái tranh chấp thị phi tối đa với đồng nghiệp và với cấp trên. Đừng quá mà ganh đua hay là thể hiện cái bản thân một cách là khoe khoang hậm hĩnh. Dù có muốn nêu cái quan điểm hay là góp ý với người khác thì các bạn cũng nên lựa chọn cái ngôn ngữ phù hợp. Đừng để lại cái ấn tượng gay gắt, mỉa mai hay là phê phán, phán xét những người khác. Nếu công việc hiện tại của bạn thực sự không có chỗ để phát triển và bạn có kế hoạch thay đổi công việc thì bạn có thể xem xét tìm kiếm những cơ hội mới. Tuy nhiên, nhảy việc đòi hỏi các bạn cần phải có sự dũng cảm và sự quyết tâm, cũng như là gì, cái khả năng nắm bắt lại từ đầu. Thưa quý vị, với những người tuổi Sửu muốn khởi nghiệp thì năm 2024 là một năm mà đáng để các bạn thử sức. Nhưng mà hãy nhớ là đừng chạy theo cái xu hướng một cách mù quáng. Các bạn phải nghiên cứu và lập kế hoạch thị trường một cách đầy đủ kỹ càng, đồng thời chuẩn bị đầy đủ cho mình những cái tình huống bất lợi, thậm chí là cả cái sự thất bại để đạt được cái kết quả tốt hơn. Nếu không quá bức thiết thì các bạn nên ổn định công việc hiện tại trước, đảm bảo cái thu nhập nó đều đặn và phát triển cái sự nghiệp, chờ cái cơ hội tốt hơn ấy, rồi mới tính đến cái khả năng là lập nghiệp, khởi nghiệp mới. Với những bạn đang tham gia vào bán hàng hay là bắt đầu kinh doanh ấy, thì các bạn nên tuân thủ pháp luật và các quy định chung trong ngành. Các bạn có thể tìm kiếm những cái cách làm mới nhưng mà không có nghĩa là gì phá vỡ cái nguyên tắc cũ vốn có của nó. Vậy nên trong thời gian này để gia tăng thêm cái may mắn cho mình ấy, thì tốt nhất là những người tuổi Sửu hãy luôn nhớ là mang theo bên mình một cái vòng tam hợp quý nhân Tị Dậu Sửu để được quý nhân tương trợ giúp đỡ, giúp gia tăng vận may về tiền bạc, về tài lộc cho những người tuổi Sửu. Đó là cái vận trình sự nghiệp của những người tuổi Sửu. Thưa quý vị, cái vận trình nó còn gặp nhiều bế tắc, nó cũng khiến cho cái vận trình tài lộc của những người tuổi Sửu cũng không được mấy thuận lợi. Năm 2024 thì cái vận trình tài lộc của những người tuổi Sửu sẽ phải đối mặt với cái ảnh hưởng của cục diện là gì? Phá thái tuế. Cái hung tinh nó mang đến những cái thử thách nhất định về cái tài lộc và tiền bạc, nguy cơ gặp nhiều cái tổn thất tài chính bất ngờ, thậm chí là dẫn đến phá sản trắng tay. Một vài cái điểm sáng vẫn sẽ xuất hiện, đặc biệt là với nữ giới tuổi Sửu thì có phần nó may mắn về cái tài lộc trong năm nay hơn, do được sao thái âm nó chiếu mệnh, nó che chở. Đối với người tuổi Sửu, những người làm công ăn lương, những người làm công việc cố định thì thu nhập hàng tháng tương đối là ổn định. Có những người thì kiếm được một số tiền khá khá nhờ bán hàng hoặc là làm thêm bán thời gian, hoặc sẽ có những nhiều cái cơ hội đầu tư kinh doanh kiếm tiền khác. Thành tích tốt cho công việc trong thời gian này cũng sẽ mang lại cho những người tuổi Sửu một cái thu nhập được tăng trưởng ổn định và có thể thu được thêm cái lợi nhuận về tài chính. Tuy nhiên, trong năm đặc biệt này thì những người tuổi Sửu cũng nên ưu tiên cái công việc của bản thân và không ngừng nâng cao cái kỹ năng, cái năng lực của mình lên, cũng như là gì, nâng cao cái chuyên môn của mình tốt hơn. Là gì, các bạn cứ ôm đồm hoặc phân tán cái lực lượng, cái sức lực cho quá nhiều việc cùng một lúc. Các bạn đừng mù quáng tìm cách tăng thêm thu nhập mà hãy để tập trung vào phát triển con đường sự nghiệp của chính mình. Đối với những người tuổi Sửu mà đang làm cái công việc kinh doanh buôn bán thì cũng nên thận trọng khi mà mở rộng cái quy mô kinh doanh cho năm nay. Do không được nhiều sao tốt nó chiếu mệnh, nó phù hộ, nên là không nên mở rộng cái quy mô hay là gì vội vàng một cách ồ ạt. Trong năm thì đầy những sóng gió, các bạn cần đánh giá cẩn thận các rủi ro, tránh mạo hiểm và tránh đầu tư quá nóng vội. Hãy luôn dành thời gian để tìm hiểu và nắm bắt được những cái thay đổi của thị trường, duy trì cái sự linh hoạt và theo dõi cái nhu cầu khách quan cũng như là cái xu hướng của các ngành. Nếu mà có thể định vị thị trường chính xác và đưa ra những cái chiến lược kinh doanh hợp lý thì các bạn có thể duy trì được cái sự ổn định trong thị trường đầy tính cạnh tranh như hiện nay và đặt cái nền tảng cho cái sự phát triển của bản thân trong tương lai. Phong cách thận trọng và vững vàng sẵn có
sẽ giúp cho những người tuổi Sửu tránh được những cái tổn thất không cần thiết. Nhưng đồng thời nó cũng có thể là bỏ lỡ đi những cơ hội đầu tư vì những người tuổi Sửu này quá bảo thủ. Hơn nữa, thiếu đi cái sự nhạy bén về tài lộc, kinh nghiệm quản lý tài chính còn yếu là những yếu tố mà khiến cho những người tuổi Sửu không có được cái nguồn tiền bạc như mong muốn trong cái năm 2024. Bản mệnh có thể được người quen giới thiệu cho những cái cơ hội làm ăn, nhưng mà cái sự phán đoán có phần là chủ quan cũng sẽ khiến cho các bạn dễ đầu tư một cách mù quáng, tính toán dễ bị sai lệch, thậm chí còn có thể bị lừa lọc. Do đó, khi đối mặt với những cái khoản đầu tư do người thân, do bạn bè giới thiệu, thì những người tuổi Sửu vẫn cần đề cao cảnh giác, tìm hiểu kỹ các dự án sinh lời, tránh hành động một cách hấp tấp hay là tin người một cách quá dễ dàng. Càng không nên tin theo những lời đề nghị hay những hứa hẹn của những người khác với những lợi nhuận cực kỳ lớn. Tuy nhiên, bản mệnh những người tuổi Sửu cũng không cần phải quá lo lắng. Các bạn sẽ có được cái sự trợ giúp của cái sao Phúc Đức, nó chiếu mệnh. Nghĩa là gì? Mỗi khi gặp khó khăn thì đều có thể biến xui thành tốt, đúng không? Nếu mà rèn luyện cái bản lĩnh và nâng cao cái năng lực của mình lên ấy, thì những người tuổi Sửu hoàn toàn có thể giải quyết vấn đề một cách trọn vẹn mà không tốn quá nhiều công sức. Đối với cái việc hợp tác làm ăn kinh doanh thì các bạn cũng nên cẩn thận lựa chọn những cái đối tác hay là những cái dự án tham gia để tránh bị mất mát tiền của, ảnh hưởng đến cái danh tiếng của bản thân do là hiểu lầm hoặc là do những cái tranh chấp. Đối với doanh nhân thì hoặc là những người làm ăn kinh doanh ấy, khi mà ký kết hợp đồng thì nên đọc kỹ cái nội dung, đồng thời để hiểu rõ được cái trách nhiệm và cái nghĩa vụ liên quan, tránh những cái thiệt hại do tranh chấp cái hợp đồng về sau. Ngoài ra, những người tuổi Sửu cũng nên thận trọng hơn trong cái việc quản lý tài chính, tránh cái việc tiêu dùng hay là đầu tư một cách quá mức cần thiết để đảm bảo cái ổn định kinh tế cho bản thân. Như vậy, trong thời gian này, để gia tăng thêm cái may mắn, gia tăng thêm cái tài lộc cho bản thân, thì những người tuổi Sửu hãy luôn nhớ là mang theo bên mình một cái vòng tam hợp quý nhân, Tị, Dậu, Sửu, để được quý nhân luôn ở bên cạnh tương trợ giúp đỡ, giúp tăng cường cái vận may về tài lộc, về tiền bạc cho những người tuổi Sửu. Vòng tam hợp cũng đã được các thầy khai quang, chỉ chú và xem ngày sử dụng theo tuổi của gia chủ. Vậy nên quý vị hoàn toàn yên tâm khi sử dụng. Quý vị hãy liên hệ trực tiếp với số điện thoại 0989 34 9119 để thỉnh vòng tam hợp quý nhân mang lại cái vận may về tiền bạc và tài lộc cho mình. Thưa quý vị, vận trình tiền bạc thì khá là ảm đạm, nhưng mà nhân duyên và gia đạo trong thời gian này thì của những người tuổi Sửu cũng tương đối là bình ổn, cũng có cả tốt có cả xấu. Cái mối quan hệ giữa các cặp đôi thì cũng cần được lưu ý. Một số bất đồng nhỏ nhỏ hoặc là cãi vã có thể phát sinh trong giai đoạn này. Vì vậy, những người tuổi Sửu cần đặc biệt chú ý, hạn chế tối đa những cuộc cãi vã, tránh đấu khẩu nảy lửa, kẻo lại gây ra những cái ảnh hưởng không tốt cho cái tình yêu của cả hai người. Cố gắng giữ bình tĩnh và cái lý trí và giải quyết mọi việc một cách là trong hòa bình sẽ giúp duy trì cái mối quan hệ vợ chồng, cái mối quan hệ tình duyên được tốt đẹp hơn. Thưa quý vị, cuộc sống gia đình của những người đã kết hôn, của những người tuổi Sửu ấy, cũng có thể xảy ra nhiều cái mâu thuẫn, nhiều cái biến cố. Khi phát sinh vấn đề thì các bạn thường có xu hướng là chọn cách giải quyết một cách là lạnh lùng. Điều này có thể làm phức tạp cái vấn đề đơn giản mà không có lợi cho cái việc duy trì cái mối quan hệ vợ chồng hay là quan hệ tình cảm. Cái điều quan trọng ấy là đừng chọn cách chạy trốn, nếu không vấn đề sẽ ngày càng trở nên nghiêm trọng hơn, thậm chí là có thể dẫn tới chuyện đổ vỡ. Vậy nên, trong thời gian này thì hai vợ chồng nên ngồi lại đối mặt với vấn đề và tìm cách giải quyết một cách là duy trì sao cho mà trong ấm ngoài êm. Trong cuộc sống thường ngày thì các bạn nên hỗ trợ bạn đời của mình nhiều hơn, quan tâm tới cái đời sống tinh thần và cái cảm xúc của đối phương. Thường xuyên chia sẻ những chuyện lớn nhỏ với nhau là cái chìa khóa để kéo gần cái khoảng cách hai người lại với nhau. Ngoài ra thì những người tuổi Sửu cũng nên giao tiếp và quan tâm hơn với các thành viên trong gia đình, đặc biệt là mối quan hệ giữa cha mẹ. Đó chính là cái nền tảng để xây dựng nên một cái gia đình hòa thuận và hạnh phúc. Đối với những người tuổi Sửu mà muốn tiến vào cái cung hôn nhân trong cái năm nay thì nói chung là cũng khá thích hợp, nhưng mà vẫn cần phải lựa chọn kỹ lưỡng, không nên bị tác động bởi các yếu tố bên ngoài. Quý vị thân mến, năm 2024 thì được quý nhân Thái Âm nó che chở, những người tuổi Sửu, còn những người còn độc thân ấy thì có thể sẽ được giới thiệu cho những cái đối tượng phù hợp, đặc biệt là nữ giới sẽ được dự báo gặp nhiều may mắn trong chuyện tình duyên hơn ở nam giới. Nếu các bạn có thể hạ thấp cái tiêu chuẩn của mình xuống một chút nữa và lựa chọn những người bạn đời của mình ấy,
thì phù hợp, thì cái thời cơ thoát ế cũng sẽ đến với các bạn trong năm nay. Bên cạnh đó, các bạn cũng nên xử lý cái vấn đề tình cảm bằng cả lý trí, chứ đừng chỉ dựa vào cái cảm xúc, đúng không ạ? Kiểu đào hoa tốt thì cũng trở thành đào hoa xấu, nhân duyên thì dễ bị vé bảng. Nhìn chung ấy, trên con đường tìm kiếm tình yêu thì những người tuổi Sửu còn độc thân thì cũng cần giữ một cái tâm hồn mở rộng, học cách bao dung và xử lý các vấn đề trong các mối quan hệ một cách là lý trí. Tình yêu đòi hỏi sự nỗ lực và sự cống hiến của đôi bên thì mới có thể đạt được những kết quả tốt và đạt được cái hạnh phúc lâu dài. Vậy nên, để mang lại cái nhân duyên tốt lành trong thời gian này thì những người tuổi Sửu hãy luôn nhớ là mang theo bên mình một cái vòng tam hợp quý nhân, tị dậu Sửu, để được quý nhân tương trợ giúp đỡ, giúp quý vị và các bạn hòa hợp các mối quan hệ trong cuộc sống, giúp các cặp đôi xích lại gần nhau hơn và mang lại cái may mắn, mang lại cái tài lộc cho những người tuổi Sửu trong thời gian này. Đó là con giáp xui xẻo đầu tiên mà quý vị cần phải lưu ý. Thưa quý vị, trong cái xui thì bao giờ nó cũng có cái may. Và đôi khi cái xui xẻo, cái khó khăn, cái trắc trở, nó cũng là một cái thử thách, là một cái thách thức để chúng ta vượt qua. Khi đó chúng ta sẽ trở nên gì? Trở nên lớn hơn. Vì thế mà khi gặp những khó khăn, những thách thức trong công việc cũng như trong cuộc sống thì các bạn cũng đừng ngại bỏ cuộc, hãy cứ nỗ lực hơn một chút nữa thôi đấy. Và quyết tâm với cái con đường mình lựa chọn thì các bạn sẽ sớm đi đến thành công. Và những cái khó khăn, những cái trắc trở này thì sẽ gì? Sẽ là những cái mốc, cột mốc để các bạn trở nên gì? Lớn mạnh hơn mà thôi. Đó là con giáp xui xẻo đầu tiên. Tiếp theo, con giáp xui xẻo thứ hai thì đó chính là những người tuổi Tuất. Quý vị thân mến, trong năm 2024 năm Giáp Thìn thì những người tuổi Tuất gặp cục diện là Thìn và Tuất là tương xung. Cái cục diện tương xung này nó cũng gây khó khăn, gây trở ngại, gây trắc trở với những người tuổi, với những người tuổi Tuất trong thời gian này. Thì nói chung ấy, cái vận trình sự nghiệp của những người tuổi Tuất trong năm 2024 ấy thì cũng kém khởi sắc hơn hẳn. Rất khó có thể tìm thấy được những cái cơ hội hay là những cái vận may tốt. Nhiều khi ấy, những người tuổi Tuất còn cảm thấy là thất vọng vì rằng mình đã bỏ ra bao nhiêu công sức nhưng mà kết quả lại không được như ý. Trong năm nay thì dưới tác động của cục diện là Thìn và Tuất là tương xung, tức là cục diện tương xung với Thái Tuế, những người tuổi Tuất làm gì cũng vướng phải những khó khăn, những cái trục trặc. Đấy, người ta gọi là gì? Lên voi xuống chó. Các mối quan hệ xã giao thì không được bình yên, khiến cho ấy, bản mệnh dù có hăng hái bắt tay vào làm công việc thì cũng luôn phải gì? Nhận lại cái sự phản đối, thậm chí là hãm hại ngầm của những người khác. Vì thế, bản mệnh nên quan tâm nhiều hơn đến các mối quan hệ xã giao xung quanh mình. Nếu có ai đó chân thành góp ý, dù là lời nói mất lòng thì cũng gì? Hãy chú ý lắng nghe. Đó có thể là những người thật sự muốn các bạn tốt lên và muốn trông thấy bạn tiến lên từng ngày. Ngược lại, những kẻ nào mà cố tình dùng lời ngon tiếng ngọt để tiếp cận, nịnh hót thì cũng cần phải giữ cái khoảng cách nhất định, không để những cái lời đáng tin đó gây ra cái nguy hại cho mình. Đặc biệt, với những người làm lãnh đạo, nếu mà các bạn không giữ được cái đầu óc tỉnh táo thì rất dễ đưa ra những cái quyết sách sai lầm vì tin theo những cái lời nịnh bợ. Ngoài ra thì những người tuổi Tuất còn khó đạt được những cái bước tiến nhanh chóng trong cái sự nghiệp, còn là do cái sự tác động tiêu cực của cục diện thiên quan. Bản mệnh và lãnh đạo thường xuyên mâu thuẫn hoặc là gì, ý kiến trái chiều với nhau. Nhiều khi nóng giận quá, các bạn còn nói những lời khó nghe, gây mất lòng của đối phương. Khi cái quan hệ đôi bên nó không được hòa hợp thì cấp trên cũng khó có thể giao cho bạn những cái cơ hội để khẳng định bản thân. Thậm chí không tìm cớ gây khó cho các bạn cũng đã là tốt lắm rồi. Thưa quý vị, trong thời gian này thì những người tuổi Tuất gặp cái sao thiên hư, thiên khốc đó, cứ khuyên các bạn nên tốt nhất nên không nên đắm chìm vào trong những cái thất bại hoặc là gì, những cái điều không như ý. Như vậy thì các bạn sẽ chỉ ngày càng một thêm buồn tủi vào và thất vọng. Cũng như là gì, dễ dàng bị thụt lùi so với những người xung quanh. Thay vì phải than thân trách phận hay là oán trách mọi người thì những người tuổi Tuất nên thẳng thắn nhìn vào cái sự thật để rút ra cái kinh nghiệm từ những cái sai lầm. Nếu mà có lỗi với ai đó thì cũng chủ động xin lỗi. Ai mà giúp sức cho các bạn thì cũng nên là gì, thể hiện cái sự biết ơn. Như vậy thì các mối quan hệ của các bạn sẽ nhanh chóng được cải thiện. Hơn nữa, trong năm 2024 năm Giáp Thìn này thì vẫn còn có cái sao thiên ấn nó chiếu mệnh. Các bạn có cách hành xử một cách phải phép, tận trung, nghiên cứu và làm việc một cách nghiêm túc, không nề hà những khó khăn thì đến cuối năm thành quả lớn lao sẽ được ghi nhận và các bạn sẽ thu được một khoản tiền rất là lớn. Thậm chí
các bạn còn có thể chuyển bại thành thắng, khiến cho mọi người phải nể phục và cúi đầu ngưỡng mộ. Vậy nên trong thời gian này, để gia tăng thêm cái may mắn cho mình và hóa giải cái cục diện thái tuế tương xung, thì khuyên những người tuổi Tuất hãy luôn nhớ là mang theo bên mình một cái vòng tam hợp quý nhân dần ngọ Tuất. Vòng tam hợp quý nhân sẽ giúp hóa giải những cái xung sát thị phi trong cuộc sống, hóa giải cục diện là thái tuế tương xung và mang lại cái may mắn, mang lại cái tài lộc cho những người tuổi Tuất. Vòng tam hợp cũng đã được các thầy khai quang chỉ chú và xem ngày sử dụng theo tuổi của gia chủ. Quý vị hãy liên hệ trực tiếp với số điện thoại 0989 34 9119 để thỉnh vòng tam hợp quý nhân mang lại cái may mắn, mang lại cái tài lộc cho mình. Thưa quý vị, cái vận trình công việc, vận trình sự nghiệp nó thăng trầm. Vậy nên là trong năm 2024 thì cái vận khí về tài lộc của những người tuổi Tuất cũng không được tốt. Vận khí thăng trầm do là thái tuế nó chi phối, cùng với cái sự suy thoái kinh tế trong năm 2024 này, thì hơn ai hết những người tuổi Tuất sẽ cảm nhận rõ ràng những cái khó khăn về tài chính trong năm nay. Cảm giác kiếm tiền cũng khó khăn hơn, cái xoay vòng vốn trong kinh doanh ấy liên tục gặp bất lợi, thậm chí rất nhiều doanh nghiệp phải đóng cửa. Theo đó, cần phải thận trọng và có kế hoạch chi tiêu một cách rõ ràng, tránh cái lối tiêu xài hoang phí, mù quáng, kẻo lại gây ra cái rắc rối, cái thị phi. Trong thời gian này thì những người tuổi Tuất ấy sẽ dễ bị trắng tay và thậm chí rơi vào cảnh phá sản nợ nần. Với những người làm công ăn lương ấy, thì công việc cũng khó khăn hơn, đồng nghiệp thì bất hợp tác, lãnh đạo thì gây khó dễ, khiến cho các bạn phải vất vả lắm mới có thể hoàn thành tốt được cái nhiệm vụ của mình. Nhiều khi ấy, kẻ tiểu nhân hãm hại sẽ khiến cho các bạn phạm phải những cái sai lầm. Vậy nên đôi khi phải dùng tiền túi bỏ ra để đền bù những thiệt hại. Có thể thấy rằng trong năm 2024 năm Giáp Thìn thì các bạn làm việc cần phải hết sức cẩn thận để đảm bảo cái đồng tiền của mình, hạn chế gây ra những cái tổn thất. Trên thực tế, nếu như các bạn chăm chút cho cái công việc của mình, không nề hà vất vả, thì cuối năm cái công sức của các bạn cũng sẽ được ghi nhận. Các khoản thưởng nóng dù không là dồi dào như thời gian trước đó, nhưng mà gì cũng vẫn sẽ có. Với những người làm kinh tế thì có các hung tinh như đại hao, tuế phá liên tiếp với xuất hiện, nó báo trước cho các bạn những cái thách thức về các vấn đề gặp phải trong cái chuyện tiền bạc. Cái sức cạnh tranh trong năm cũng khá là lớn. Thời buổi người khôn của khó, đúng không? Thì những người tuổi Tuất làm gì cũng cần phải suy tính một cách chu toàn, tích lũy đầy đủ kiến thức, chuyên môn để không bị kẻ xấu dắt mũi và lừa gạt tiền bạc. Bên cạnh đó, quý vị cũng cần phải hết sức thận trọng khi tham gia vào cái lĩnh vực đầu tư hoặc là mở rộng kinh doanh. Đó có thể là một cái bẫy được răng sẵn, chỉ chờ các bạn bất cẩn nhảy vào mà thôi. Thưa quý vị, trong năm nay thì các bạn cũng không nên vội vàng mở rộng cái quy mô làm ăn kinh doanh của mình. Quan trọng là làm gì thì cũng cần phải chắc chắn, giữ chữ tín thì mới khắc phục được cái lòng tin của khách hàng cũng như là của đối tác. Còn nếu các bạn vội vã chạy theo cái xu thế của thị trường mà bỏ qua mất cái chất lượng thì sớm muộn gì cũng sẽ rơi vào cảnh lỗ vốn, nợ nần. Hoặc là gì? Khách hàng dễ dàng quay lưng, thậm chí còn phải mang tiếng xấu. Thưa quý vị, tình hình sức khỏe của những người tuổi Tuất trong thời gian này cũng sẽ không tốt, khiến cho các bạn đôi khi cũng phải bỏ ra một cái khoản tiền không nhỏ để vào viện thăm khám. Vì thế mà khi cầm tiền trong tay ấy, thì các bạn cũng cần phải chi tiêu một cách tiết kiệm, không nên hoang phí cho những sở thích nhất thời hoặc là những cái nhu cầu không thực sự cần thiết. Nếu không ấy, thì có thể khi mà có chuyện cấp bách xảy ra thì các bạn sẽ khó có thể có đủ tiền để xoay sở, thậm chí vay mượn người khác thì cũng sẽ khó khăn hơn. Thưa quý vị, trong thời gian này thì để gia tăng thêm cái vận may về tiền bạc, về tài lộc cho mình, thì những người tuổi Tuất hãy luôn nhớ là mang theo bên mình một cái vòng tam hợp quý nhân dần ngọ Tuất, để được quý nhân luôn ở bên cạnh tương trợ giúp đỡ, giúp quý vị và các bạn gia tăng thêm cái may mắn, tài lộc cũng như là hóa giải những xung sát thị phi trong thời gian này. Từ đó, tiền bạc và tài lộc sẽ đến với những người tuổi Tuất được nhiều hơn. Quý vị hãy liên hệ trực tiếp với số điện thoại 0989 34 9119 để thỉnh vòng tam hợp quý nhân. Vòng cũng đã được các thầy khai quang chỉ chú và xem ngày sử dụng theo tuổi của gia chủ, vậy nên quý vị hoàn toàn yên tâm khi sử dụng. Thưa quý vị, như vậy là Tử Thông đã vừa chia sẻ cùng quý vị và các bạn về hai con giáp xui xẻo nhất trong năm 2024 năm Giáp Thìn. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Hy vọng những cái chia sẻ này sẽ giúp ích phần nào cho quý vị và các bạn nắm bắt được cái vận thế và đưa ra những cái phương pháp phản ứng xử lý
một cách kịp thời để không gặp phải những cái vận xui trong năm 2024 năm Giáp Thìn này. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Quý vị đừng quên đăng ký kênh và nhấn vào chuông thông báo để ủng hộ cho chương trình. Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại kênh Đạo Sĩ Tử Thông. Lời đầu tiên, thay mặt ban biên tập chương trình, xin kính chúc quý vị luôn gặp vạn sự lành, tấn tài, tấn lộc, vạn sự hanh thông. Quý vị thân mến, mọi thứ trên đời này thì đều có lý do của nó. Bất kể chuyện lớn hay chuyện nhỏ thì có nhân ấy, thì sẽ có quả. Có quả thì phải có nhân. Cái vòng nhân quả nó quyết định cái tính chất tất yếu của vạn vật. Và nếu như ai đó làm cái điều xấu đối với bạn, có nghĩa là bạn đang là cái mối đe dọa, hoặc bạn có lợi ích mà họ muốn tìm kiếm. Nếu không ấy, người khác sẽ không đặt tâm trí của họ vào các bạn đâu. Nếu như ai đó chọn đối xử tốt với bạn, một là họ có một kế hoạch nào đó, trường hợp còn lại là họ đối xử chân thành với các bạn. Phải biết rằng trên đời này có những cái chuyện tốt chuyện xấu thật là vô cớ, chỉ có con người có tật thì hay giật mình. Tại sao người ta lại thường nói là gì? Lòng người phức tạp. Đó là vì các bạn không bao giờ biết đối phương sẽ làm cái điều gì tiếp theo. Vậy thì trong chương trình ngày hôm nay, Tử Thông sẽ chia sẻ cùng quý vị và các bạn về cái họa tiểu nhân trong năm 2024. Trong năm 2024 sẽ có 5 con giáp bị cái họa tiểu nhân theo bám. Đấy. Cái kẻ tiểu nhân có thể là những kẻ xấu. Đấy. Vậy thì làm sao có thể tránh được kẻ tiểu nhân? Và những con giáp nào sẽ phạm cái hạn tiểu nhân trong năm 2024? Thì xin mời quý vị và các bạn cùng theo dõi ngay sau đây. Thưa quý vị, trong năm 2024 thì con giáp gặp cái họa tiểu nhân đầu tiên không ai khác, đó chính là những người tuổi Sửu. Nói chung ấy, những người tuổi Sửu trong năm 2024 ấy, thì phạm cái hạn tiểu nhân đeo bám. Vì thế mà những người tuổi Sửu cần phải hết sức đề phòng tiểu nhân thọc kệ bánh xe hay là gì gièm pha về cái công việc của các bạn. Các bạn hãy tránh những cái tranh chấp, những cái thị phi với đồng nghiệp hoặc là với cấp trên. Đừng quá ganh đua hoặc là khoe khoang, hậm hĩnh. Dù có đạt được cái thành tích cao cũng không nên kiêu ngạo. Nếu muốn nêu cái quan điểm hay là góp ý với người khác thì các bạn nên lựa chọn cái ngôn ngữ và cái cách hành xử một cách phù hợp hơn. Với những người làm công việc kinh doanh buôn bán thì các bạn cũng nên thận trọng khi mà mở rộng cái mối quan hệ kinh doanh làm ăn. Dù là khi mà tiếp xúc với những cái khoản đầu tư do người thân hay là bạn bè giới thiệu thì những người tuổi Sửu vẫn cần phải đề cao cái cảnh giác, tìm hiểu một cách kỹ càng, tránh hành động một cách hấp tấp hay là tin người quá dễ dàng, kéo lại đẩy bản thân vào cái cảnh gì hao tốn về tiền của. Dù là người giàu kinh nghiệm đi nữa thì bản mệnh cũng cần phải đánh giá cẩn thận các rủi ro, tránh mạo hiểm và đầu tư quá mức nóng vội. Cái sự phán đoán có phần chủ quan sẽ khiến các bạn tính toán sai lệch, thậm chí là còn gì có thể bị lừa lọc nữa. Trong thời gian này, còn nếu như chẳng may rơi vào cái tình huống không như ý thì các bạn cần cố gắng giữ vững cái tinh thần vững vàng, tỉnh táo, đừng có than thân trách phận và hãy suy nghĩ tích cực để tránh vướng phải cái tình trạng căng thẳng và ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe cũng như là công việc của mình. Vì thế, để tránh cái tai họa tiểu nhân trong năm 2024 thì những người tuổi Sửu hãy luôn nhớ mang theo bên mình một cái vòng tam hợp quý nhân Tị Dậu Sửu để trợ mệnh hộ thân. Vòng nó được các thầy khai quang chỉ chú và xem ngày sử dụng theo tuổi của gia chủ. Khi mang theo bên mình, nó sẽ giúp hóa giải những xung sát, những thị phi, những hạn tiểu nhân đeo bám. Từ đó sẽ giúp cho công việc được hanh thông thuận lợi, tiền bạc tài lộc cũng sẽ ùn ùn kéo đến với những người tuổi Sửu. Quý vị liên hệ trực tiếp với số điện thoại 0989349119 để thỉnh cái vòng tam hợp quý nhân mang lại cái may mắn, mang lại cái tài lộc trọn đời cho những người tuổi, cho những người tuổi Sửu. Đó là con giáp gặp vận xui, gặp hạn tiểu nhân đầu tiên. Tiếp theo, con giáp thứ hai bị cái tiểu nhân đeo bám thì không ai khác, đó chính là những người tuổi Mão. Kính thưa quý vị, trong năm 2024 nó Giáp Thìn thì những người tuổi Mão cũng cần phải đề phòng những cái kẻ xấu, kẻ tiểu nhân ghen ghét đố kỵ xung quanh mình. Đồng nghiệp ghen tị và cái áp lực có thể diễn đến cái tình thế là khó xử trong công ty. Các bạn cần phải có cách hành xử và giải quyết sao cho khéo léo, hợp lý. Bên cạnh đó, quý vị cũng hãy thận trọng trong cái quá trình làm việc, bởi khi mà các bạn lơ là sẽ gây ra những cái sai sót về số liệu trong hợp đồng hoặc là gì trong những cái dự án của mình. Công ty sẽ bị ảnh hưởng nặng nề và các bạn dễ bị đồng nghiệp gièm pha và cấp trên phê bình, thậm chí là mất việc như chơi.
dù có đang nóng nảy hay là sốt ruột đến đâu ấy, thì bản mệnh cũng không được nảy ra cái ý định bất chấp tất cả để đi đường tắt. Cái điều này có thể giúp các bạn đạt được cái mục đích nhất thời, nhưng mà về lâu dài thì sẽ khiến các bạn vướng vào cái vòng lao lý. Hành vi này của các bạn cũng có thể chẳng khác gì là kiểu kẻ đào nhân cả. Đó. Người mà theo nghiệp kinh doanh buôn bán thì cũng nên xem xét các phương pháp đầu tư ổn định hơn để giảm thiểu những cái rủi ro do biến động của thị trường. Không nên tham lam vào các cái hoạt động đầu cơ, thấy người khác làm gì cũng bắt chước theo ấy. Cái lòng tham nó có thể khiến cho các bạn bị mở mắt, từ đó sẽ rơi vào cái bẫy của kẻ tiểu nhân đã răn ra từ trước mà các bạn không hề biết. Bởi vậy cho nên những người tuổi Mão trong thời gian này cũng cần phải hết sức lưu ý, đúng không? Và để bảo vệ an toàn cho mình thì những người tuổi Mão hãy luôn nhớ mang theo bên mình một cái vòng tam hợp quý nhân Hợi Mão Mùi để trợ vận hộ thân. Vòng đã được các thầy khai quang chỉ chú và xem ngày sử dụng theo tuổi của gia chủ. Quý vị hãy liên hệ trực tiếp với số điện thoại 0989 34 9119 để thỉnh cái vòng tam hợp quý nhân mang lại cái may mắn và lại cái tài lộc trọn đời cho những người tuổi Mão. Đó là con giáp xui xẻo thứ hai gặp hạn tiểu nhân. Tiếp theo, con giáp xui xẻo thứ ba gặp hạn tiểu nhân không ai khác, đó chính là những người tuổi Tuất. Thưa quý vị, là một trong những con giáp phạm tiểu nhân trong năm 2024, nên những người tuổi Tuất sẽ khó mà gặp được cái điều kiện thuận lợi để phát triển cái sự nghiệp. Chúng ta biết năm 2024 những người tuổi Tuất thì gặp cục diện là xung thái tuế, thìn Tuất là tương xung. Đó. Vậy nên các mối quan hệ xã giao nó cũng không được yên bình, khiến cho bản mệnh dù hăng hái bắt tay vào công việc đến đâu ấy thì cũng luôn phải nhận lại phải cái sự phản đối, thậm chí là bị hãm hại ngầm của những người khác. Các bạn cần phải thận trọng để nhận ra đâu là cái lời góp ý chân thành của những người khác, đâu là những cái lời ngon tiếng ngọt nịnh bợ, biến mình thành một cái bẫy để cho họ để hành động. Thì ngoài ra, mệnh chủ khó đạt được những cái bước tiến nhanh chóng trong sự nghiệp còn là do thường xuyên mâu thuẫn ý kiến với lãnh đạo. Khi mà quan hệ đôi bên nó không được hòa hợp, không được như ý thì cấp trên khó có thể bàn giao cho các bạn những cái cơ hội để khẳng định cái năng lực của bản thân, thậm chí còn tìm cớ gây khó dễ cho các bạn trong thời gian này nữa. Đứng trước bất cứ cái thông tin hoặc là những cơ hội nào thì các bạn cũng cần phải kiểm chứng, chứng thực đó, một cách rõ ràng, không nên vội vàng tin theo, bởi nhiều khi kẻ tiểu nhân sẽ hãm hại, sẽ khiến cho các bạn phạm sai lầm, dù phải dùng tiền túi để đền bù những thiệt hại. Với những người làm ăn kinh doanh thì trong năm 2024 các bạn có cảm giác là kiếm tiền khó khăn hơn, xoay vòng vốn kinh doanh cũng liên tục gặp bất lợi, thậm chí là có người phải đóng cửa cái doanh nghiệp của mình. Do đó, các bạn làm gì cũng phải suy tính một cách chu toàn, tích lũy đầy đủ kiến thức chuyên môn để không bị kẻ xấu rắt mũi, lừa gạt như thời gian trước đó nữa. Trong thời gian này cũng không cần phải quá vội vàng mở rộng cái quy mô làm ăn kinh doanh của mình. Quan trọng là làm gì cũng cần phải chắc chắn, tạo một cái niềm tin cho khách hàng đã. Vậy nên trong thời gian này, để gia tăng thêm cái may mắn và hóa giải cái cục diện tiểu nhân này đi, thì những người tuổi Tuất cũng hãy luôn nhớ mang theo bên mình một cái vòng tam hợp dần ngọ Tuất để trợ mệnh hộ thân. Khi mang theo vòng tam hợp quý nhân dần ngọ Tuất sẽ được quý nhân tương trợ giúp đỡ, nó sẽ giúp hòa hợp các mối quan hệ trong cuộc sống, hóa giải những xung khắc, những thị phi, những hạn tiểu nhân hãm hại, từ đó sẽ giúp cho công việc được hanh thông thuận lợi, tiền bạc tài lộc cũng sẽ ùn ùn kéo đến đối với những người tuổi Tuất. Vòng đã được các thầy khai quang chỉ chú và xem ngày sử dụng theo tuổi của gia chủ. Quý vị liên hệ trực tiếp với số điện thoại 0989 34 9119 để thỉnh cái vòng tam hợp quý nhân mang lại cái may mắn tài lộc trọn đời cho những người tuổi Tuất. Tiếp theo, con giáp gặp xui xẻo gặp cái vận hạn tiểu nhân thứ tư ấy, mà Tử Thông muốn chia sẻ cùng quý vị và các bạn không ai khác, đó chính là những người tuổi Ngọ. Kính thưa quý vị, trên thực tế thì năm 2024 năm Giáp Thìn thì có thể nói là một năm khá thuận lợi may mắn với những người tuổi Ngọ. Song các bạn cũng rất dễ trở thành con giáp phạm hạn tiểu nhân, chủ yếu là do cái cách hành xử của những người tuổi Ngọ trong thời gian này. Vì vậy, dù làm trong lĩnh vực nào đi chăng nữa, có gặt hái được thành công lớn lao đến đâu đi chăng nữa, thì bản mệnh cũng chớ nên coi thường người khác. Nếu các bạn quá hoành hoang thì lại dễ làm mất lòng mọi người, khiến cho kẻ tiểu nhân chú ý, gây chuyện đặt điều cho bạn hoặc cướp mất cái công lao bấy lâu của các bạn đã tốn công gây dựng từ trước. Với những người làm kinh doanh buôn bán thì các bạn nên tỉnh táo để nhận ra những cái bẫy mà kẻ xấu đã giăng sẵn. Muốn giàu có thì cần phải bỏ công bỏ sức, chứ không thể ngồi mát ăn bát vàng được. Quý vị hãy tập trung vào cái định hướng của bản thân, đừng nghĩ đến cái việc là nhàn hạ,
kẻo cuối cùng lại dẫn đến tình trạng là xôi hỏng bỏng không, thậm chí mất tiền không đáng có. Tất nhiên cả năm thì cũng không tránh khỏi những lúc sẽ có khó khăn. Trong những cái thời điểm ấy thì các bạn cần phải chú ý hơn về cái cách hành xử của mình, chớ nên nóng nảy nói những cái điều hoặc là gì có những cái hành động không phù hợp. Đừng để người khác có thể lấy cái đó làm cái cớ để hạ bệ các bạn. Vì thế, để hóa giải cái hạn tiểu nhân cho những người tuổi ngọ trong thời gian này, thì những người tuổi ngọ hãy luôn nhớ mang theo bên mình một cái vòng tam hợp quý nhân dần ngọ tuất để trợ mệnh hộ thân. Vòng đã được các thầy khai quang chỉ chú và xem ngày sử dụng theo tuổi của gia chủ, vậy nên quý vị hoàn toàn yên tâm khi sử dụng. Quý vị liên hệ trực tiếp với số điện thoại 0989 34 9119 để thỉnh vòng tam hợp quý nhân mang lại may mắn tài lộc trọn đời cho mình. Đó là con giáp xui xẻo thứ tư. Tiếp theo, con giáp gặp cái hạn tiểu nhân thứ năm không ai khác, đó chính là những người tuổi thân. Những người tuổi thân trong năm 2024, năm Giáp Thìn ấy, cũng được đánh giá là một trong những con giáp cực kỳ may mắn. Bước sang năm 2024, dù được nhiều yếu tố thuận lợi, nó nâng đỡ, nó che chở, những người tuổi thân cũng không nên lơ là, sơ suất, kẻo lại có những cái sự cố nó có thể xảy ra bất cứ lúc nào. Đặc biệt, quý vị hãy chú ý hơn đến cái cách hành xử. Dù có thành công thì cũng không được tỏ vẻ kiêu ngạo, coi thường những người khác. Bởi như vậy không những khiến cho các bạn ngủ quên trên chiến thắng, mà còn dễ bị kẻ tiểu nhân ngứa mắt tìm cách là hạ bệ hãm hại. Đối với các dự án quan trọng thì các bạn cần phải suy nghĩ kỹ càng trước khi mà bắt tay vào làm, giữ vững cái chính kiến của bản thân, không nên dao động trước những lời ra tiếng vào của những người khác. Bởi chỉ có các bạn mới biết rõ nhất cái điều mình hướng đến là cái gì. Đồng thời, một khi mà đã làm ấy, thì cần cố gắng đến cùng, tránh bỏ dở giữa chừng kẻo lại gì, công lao của các bạn cuối cùng sẽ đổ sông đổ bể và trở thành công cốc, không thu được bất cứ cái thành quả gì. Thì ngoài ra, kẻ xấu còn xuất hiện trong cả những cái mối quan hệ tình cảm của các bạn nữa. Để giữ gìn cái hạnh phúc gia đình thì quý vị cũng nên chủ động để giữ khoảng cách với mọi người khác giới. Đừng để mình vướng vào những cái mối quan hệ mập mờ với người khác, tạo cớ để cho kẻ tiểu nhân tung tin và tạo ra những cái tin đồn thất thiệt. Thưa quý vị, đó là những người tuổi thân. Và để giúp cho những người tuổi thân hóa giải cái hạn tiểu nhân hãm hại này, thì quý vị hãy luôn nhớ mang theo bên mình một cái vòng tam hợp quý nhân thân tí thìn để trợ mệnh hộ thân. Vòng đã được các thầy khai quang chỉ chú và xem ngày sử dụng theo tuổi của gia chủ, vậy nên quý vị hoàn toàn yên tâm khi sử dụng. Thưa quý vị, cái hạn tiểu nhân nó là một cái hạn mà khó tránh khỏi. Đấy. Khi các bạn thành công hay là thất bại thì đều gặp chúng trên cái con đường đi của mình. Đó. Và tiểu nhân bao giờ cũng có bốn cái sự chuẩn bị này trước khi mà hại người khác. Đó. Vậy thì bốn cái dấu hiệu đó là gì? Xin mời quý vị cùng theo dõi ngay sau đây. Thứ nhất là gì? Cố tỏ ra nhã nhặn và xem bạn như là những người anh em tốt. Các bạn vốn là những người không thích gây chuyện, nhưng một cái ngày nào đó có một kẻ có lòng dạ không tốt sẽ tìm đến các bạn, nháy mắt với bạn, mỉm cười với bạn, và thậm chí là gì, tâng bốc bạn bằng những cái lời tốt đẹp, thì bạn sẽ nghĩ như thế nào? Người mà chưa từng trải qua cái nguy hiểm trong xã hội ngoài kia thì sẽ cho rằng người khác đối xử tốt với họ chứng tỏ là thật lòng muốn kết bạn với mình, cho nên không cần phải quá đa nghi. Sau những cái người này đã học được nhiều cái bài học nhớ đời. Còn những người đã từng trải thì lại có một cái cảm giác là loại người này sao lại tốt như vậy? Tất cả mọi thứ thì chỉ là giả tạo. Sau đó họ sẽ gì, tránh được những hố sâu, tránh được những cái tổn thương không đáng có về sau. Tại sao kết cục của hai kiểu người này lại có kết quả khác nhau? Đó là vì những người sau đã hiểu biết được cái bản chất của trái tim của những người khác. Đôi khi ấy, những cái gì mà kẻ tiểu nhân đánh cắp không phải là tiền của các bạn, mà là cả cuộc sống của các bạn. Dấu hiệu thứ hai là cố tình kết thân, thu phục những người thân cận xung quanh bạn. Tiểu nhân làm những cái điều xấu sẽ có cái sự chuẩn bị, đúng không ạ? Nắm bắt được bốn cái dấu hiệu này để quý vị tránh xa những cái rủi ro, những cái khó khăn. Thưa quý vị, con dao sắc nhất là khi nào? Thật ra ấy, dao cũng có lúc sắc, lúc cùn. Nhưng ấy, khi nó vô cắt trúng vào cái da thịt của chúng ta, ấy, nó được công nhận là sắc bén nhất. Giống như người bên cạnh thì đột nhiên tính toán với bạn, không có cách nào tránh, cuối cùng cũng chỉ gì thừa nhận những cái xui xẻo mà thôi. Một số kẻ tiểu nhân đặc biệt mưu mô, biết rõ không làm gì trực tiếp được với bạn thì chỉ có thể là gì, đi đường vòng. Do đó họ sẽ đến gần những người thân, thậm chí là muốn tìm về
những cái mối quan hệ của các bạn. Họ làm như vậy bởi hai mục đích. Một là khiến cho các bạn bỏ qua cái sự phòng bị. Thứ hai là chọn cách thu phục những người thân thiết của các bạn. Như vậy thì mới đạt được cái hiệu quả chia rẽ. Đối với kẻ tiểu nhân ấy, thì chúng ta không được quá thành thật, quá thật lòng, mà phải nửa thật nửa giả. Thật như vậy, nếu bạn quá trung thực thì cuối cùng bạn chỉ làm hại bản thân mình mà thôi. Thứ ba là tạo dư luận về bạn và sử dụng cái sức mạnh của cái sự cô lập. Ở nơi làm việc, có lẽ nhiều người đều gặp phải những chuyện như vậy. Đột nhiên trở thành chủ đề bàn tán và những lời đàm tiếu thất thiệt, nhưng mà các bạn vẫn không biết mình đã làm phải điều gì. Thông thường ấy, khi có những cái tin đồn về bạn thì cái điều đó chứng tỏ rằng có ai đó đang nói xấu sau lưng bạn, hoặc là cố tình cố gắng cô lập bạn. Trong cái cuộc sống khó lường này thì điều đáng sợ nhất là gì? Đó chính là cái vấn đề bạo lực về ngôn từ. Bởi vì những cái lời hoa mỹ của những người khác là cái chủ đề đặt vào cái thế hung hiểm khó lường. Ai đó đã từng nói gì? Thứ tai hại nhất trên đời này không phải là cái nắm đấm, mà là gì? Là cái dư luận của một cái nhóm người. Khi mà một nhóm người thảo luận về những cái điều đúng và sai của bạn, những người khác sẽ nghĩ rằng các bạn sẽ có vấn đề. Cuối cùng thì các bạn sẽ bị bỏ lại một mình và bất lực. Đây là cái mục tiêu cuối cùng của kẻ tiểu nhân. Tiểu nhân làm những điều xấu sẽ có sự chuẩn bị trước. Nếu mà nắm được 4 cái dấu hiệu này thì quý vị có thể hoàn toàn tránh xa được. Cái dấu hiệu thứ tư là cố gắng gieo bất hòa, chia rẽ các mối quan hệ của bạn. Trên thực tế thì đây là một cái xã hội quan hệ phức tạp. Một người có thể mang nhiều cái bộ mặt khác nhau và có thể tạo ra hàng trăm cái mối quan hệ, hàng nghìn cái mối quan hệ. Cuối cùng thì những sợi dây liên kết này sẽ tạo thành một cái mạng lưới quan hệ khổng lồ. Nếu muốn hủy hoại một người thì cách tốt nhất là bắt đầu từ cái mạng lưới quan hệ và để cái mối quan hệ giữa các cá nhân nảy sinh ra các vấn đề. Từ đó dồn họ vào cái tình thế là nội bất xuất mà ngoại bất nhập. Đừng có suy nghĩ quá dễ dàng về mọi hành động của kẻ tiểu nhân, vì mọi việc họ làm thì đều có mục đích và có sự chuẩn bị trước. Trên thực tế, không phải thế giới này có nhiều người gắn cái mác tiểu nhân, mà là mọi người đều mang theo cái lợi ích của mình. Những người chết vì tiền, có người để chết vì cái miếng ăn, vân vân. Hung hiểm sẽ không biến mất khi một cuộc sống này vẫn còn cái tiểu nhân luôn tồn tại. Lòng người phức tạp, mặc dù tỏ tường những cái điều trên ấy, nhưng mà chúng ta cũng không thể nào hoàn toàn tránh được những người khác làm những cái điều xấu đối với mình. Quan trọng là chúng ta cần phải giữ vững cái sơ tâm, duy trì cái bản thiện, đấy, sống có tâm với đời. Đây cũng là cái cách giúp chúng ta có thể là gì, tìm hiểu về vận may và tránh xa được những cái hung hiểm do tiểu nhân mang lại. Thưa quý vị, như vậy Tử Thông đã vừa chia sẻ cùng quý vị và các bạn về 5 con giáp gặp cái hạn tiểu nhân hãm hại trong năm 2024 năm Giáp Thìn, đó là 5 tuổi sau. 1 là tuổi Sửu, 2 tuổi Mão, 3 tuổi Tuất, 4 tuổi Ngọ và 5 tuổi Thân. Đây là 5 con giáp cực kỳ mà hung hiểm. Ra đường thì phải cẩn thận và hết sức đề phòng cái họa tiểu nhân nó có thể ập đến bất cứ lúc nào. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Quý vị đừng quên đăng ký kênh và nhấn vào chuông thông báo để ủng hộ cho chương trình. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong những video tiếp theo. Xin cảm ơn.